Xin chào, chào buổi sáng. Chào mẹ, chào buổi sáng. Khỏe không con? Khỏe ạ. Khỏe được. Tuyết. Ôi, tóc con bị sao vậy? Tóc ạ? Ừ. Nikki, trông em giống thằng điên quá. Ồ. Đợi một tí. Chải tóc đi nào các con. Cảm ơn mẹ. Không có chi. Trời, các con tự soi gương đi. Các con đang làm gì vậy? Nikki, 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 Nikki. Không, không, không. Mẹ, bọn con xong rồi. Bọn con xong rồi, mẹ ơi. Ôi, con cưng. Xong rồi à? Ồ không, để mẹ chạy thử nhé. Như thế này, nhìn xem, đẹp không con? Không, như thế này thì sao? Không, mẹ nghĩ con phải đi cắt tóc thôi. Nhá. Vâng. Được chưa Nikki? Vâng. Các con nghĩ sao? Vâng. Đập tay nào. Rồi mình cùng đi làm tóc nhé. Ok. Tuyệt. Đi thôi. Tuyệt vời đi nào. Được rồi, cắt tóc nào các con trai. Đây là thợ làm tóc. Đi nào. Đi thôi, ghế của con đây. Ngồi xuống nào. Wow, ghế màu xanh, đẹp quá. Thấy không con, hay ghê Nikki. Của con này, ghế của con. Ồ, có màu hồng. Hay quá, giữ lấy này con. Nikki, con đẹp quá. Tóc của con đẹp lắm. Vâng. Kiểu tóc mới. Ừ, đẹp lắm. Cảm ơn ạ. Khủng long quá. Mẹ, mẹ muốn có kiểu tóc mới không? Được thôi. Mời mẹ ngồi. Ồ. Ờ, ok. Badit, con làm gì vậy con trai? Ôi không. Đổi kiểu khác được không? Ok, làm đi nào. Ok, đổi thôi. Ôi, tóc mẹ bị gì vậy? Ôi trời ơi. Ok. Ok. Oh. À, con làm gì vậy? Màu xanh lá sao? Oh, oh. Mẹ, mẹ là khủng long. Oh, mẹ thật sự trông y như khủng long. Được rồi các con, đổi kiểu khác rồi về thôi. Mẹ không biết con đang làm gì luôn. Các kiểu tóc siêu kỳ lạ. Tóc của mẹ đây rồi.
mẹ thích lắm. Được rồi, đi thôi. Đưa tay đây nào. Bye bye. Vui quá, tóc cũ đây rồi. Tóc của con đẹp lắm. Nikki, đi thôi. Về nhà thôi. Về nhà thôi. Ngon lắm. Okay.
Oh yeah. Huh? Lát qua đây. Nhà đã sẵn sàng. Vladik, Vladik, Vlad giúp em. Này Nikki, Nikki, Nikki. Nikki. Xin chào. Đây là nhà em. Dê hả? Nè 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 nè. Này cậu kia. Không 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 không. No. Gì vậy? Nó là nhà của em. Không, nó là của anh. Nó là nhà của em. Nó là nhà của anh. Hãy cùng chơi với nhau. Dạ. Yeah, yeah, yeah. Xin chào. Khu khu. Chris khu khu. Yeah. Chào buổi sáng. Thức dậy. Anh muốn ngủ. Thật buồn cười khi rơi xuống nước. Ai muốn câu lạc bộ trẻ em nào? Con muốn. Cố lên. Thời gian dành cho tôi. Thời gian để chơi. Đi nào. Chờ để bay. Bay như siêu anh hùng. Dạ. Bạn đã sẵn sàng chưa? À hay. Tôi tin tôi có thể bay. Tuyết. Yeah. Không không không. Cố lên. Siêu thật. Đi nào. Làm tốt lắm. Thuyền chuối, thuyền chuối, thuyền chuối. Chuối, thuyền. Ok. Cố lên. Yuhu. Mẹ ổn. Đi nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên con chơi gôn. Ok. Hey, hey.
sẽ bắt được con. Yeah. Ê. Ê. Ba này, không không không. Ok. Em ổn không? Ổn. Đi nào. Tuyết. Đúng rồi. Tuyết. Bạn cần một thứ. Nikki chạy. Chạy đi, chạy đi. Wow, đó là một số điểm kỷ lục. Là đến gì kìa? Black và Nikki. Ôi các con tôi. Tôi di chuyển nó. Hả? Sinh nhật của Roma. Tuyệt vời. Được rồi, cái này dành cho em. Này là dành cho anh. Nào. Nhìn đẹp đấy, Nikki. Hãy đi gặp mẹ. Mẹ ơi, nhìn này. Đó là bữa tiệc sinh nhật của Roma. Thật sao? Nhưng ở công viên nước. Công viên nước. Chúng con sẵn sàng. Dạ. Được rồi, đi thôi. Đi nào. Chúc mừng sinh nhật Roma. Lại đây, nhanh lên, nhanh lên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Đây là lúc vui chơi. Đi nào. Tuyết. Tuyết. Oh yeah. Con đã sẵn sàng để có một vài điều thú vị chưa? Dạ. Cố lên. Oh.
thích một chiếc bánh sinh nhật không? Dạ. Yeah.